Một con cá voi bị nhiều vết thương trôi dạt vào vùng biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là hiện tượng hiếm gặp đối với cư dân ven biển. Khoảng 5 giờ sáng nay, người dân tắm biển ở phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện một con cá voi cái màu đen bị thương nặng dạt vào bờ với gần 10 vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn còn sống. Cá được ngư dân nhiều lần hỗ trợ đưa ra biển ngay sau đó, nhưng đến 12 giờ cùng ngày lại tấp vào bờ trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Con cá voi do không thể quay trở lại biển, nên ngư dân quyết định đưa về lăng ông của thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa để chờ an táng.